Trong video này mình sẽ test hiệu năng của chiếc Dell XPS 7390 với rất nhiều phần mềm và game luôn anh em ạ. Để xem là chiếc máy với cấu hình là Intel Core i5-10210U với RAM 8, ổ cứng 256 và không có card rời, phục vụ cho anh em những phần mềm dựng video hay chỉnh sửa hình ảnh hoặc một số cái game mà phổ biến hiện nay hay không. Xin chào anh em đã đến với kênh công nghệ của Laptop TC. Mình là Đại Công Nghệ. Hiện tại thì với con chip Intel Core i5-10210U ấy, anh em thấy được cái mức nhiệt độ CPU đã là 84-85 độ C, sử dụng 29% và mức xung nhịp là 3000MHz nha anh em. Công suất là khoảng 18W này. Chúng ta đang ở trong một cái phòng với nhiệt độ là 28,3 độ C. Mình sẽ đo nhiệt độ. 40,6. 41. Từ đầu thì mình đang thấy là nó vẫn được khoảng 80 FPS luôn. Một cái con máy văn phòng mà chơi ghê phết nhỉ. Đây, chúng ta cùng xem này. Mức đồ họa đang là Full HD, trung bình nha anh em. Ban đầu chơi như thế này thôi. Và thậm chí mình còn khả năng cao mình còn phải giảm xuống là Full HD ấy chứ. Drop xuống 45 FPS anh em ạ. Nói chung giao tranh thì khá là khựng lác anh em ạ. Khả năng cao mình sẽ phải giảm setting. Thực sự là những cái máy như thế này thì không dành để anh em trải nghiệm game quá nhiều. Nên làm sao mà chúng ta tối ưu nhất cái sự mượt mà là được anh em ạ. Mình sẽ đo nhiệt độ nha anh em. 42,2 độ C. Cơ bản nếu mà chúng ta chơi với mức setting là Full HD thì nó sẽ chỉ mất khoảng tầm 75% sức mạnh của con GPU thôi, vẫn chưa mắc binh. Quay sang FIFA Online 4 có vẻ khá mượt anh em ạ. Thật sự vào xem setting nào. Nó giảm xuống độ phân giải là HD, đồ họa rất thấp nha anh em, 60 FPS này. Không sao, cơ bản là chúng ta chỉ trải nghiệm thôi thì chơi HD thôi anh em nhé. Tại vì mình thấy là bây giờ mặc dù HD nhưng mà CPU và GPU nó load rất là kinh khủng rồi. Gần như nó chạy cũng gần như mắc binh rồi đấy anh em ạ. Chung máy văn phòng thì chơi như thế này thôi, còn để trải nghiệm một tí thôi. Được 60 FPS này anh em. Ui rồi, để xuống HD thì chơi khá là mượt ở mức 60 này anh em. Chơi không có sự khựng lác còn nhá. Rồi dòng bóng từ đầu sân đến cuối sân ghi bàn hả? Trời ơi, thể hiện. Về chứng tỏ i5 đầu 10 bây giờ anh em vẫn có thể giải trí cơ bản được với những cái tựa game như FIFA hay là Liên Minh Huyền Thoại. Thế chúng ta phải chơi với cái đồ họa gần như là thấp nhất nha anh em thì mới chơi được. Chứ cơ bản là mà anh em cứ mắc binh là không ổn. Mình sẽ mở cái phần mềm AutoCAD lên nha anh em. Đây là một phần mềm mở lên thì cũng mất khoảng tầm 1 phút đấy. Cơ bản là do nó không có cái cạc rời nên đôi khi là những cái tác vụ nó sẽ hơi bị khựng lác. Nhất là những tác vụ về đồ họa như thế này. Gần như anh em sẽ không thể làm được anh em. Nó bị khựng lắm. Đây trong phần mềm AutoCAD 2022 nha anh em. Rồi, sau khi mà nó load xong thì rất là mượt. Mỗi cái là đây, anh em thấy. Cái nhiệt độ CPU nó quá cao nên mình đánh giá là nếu mà anh em làm cái phần mềm này lâu dài thì mình nghĩ là không ổn. Đây, còn những cái tác vụ như kiểu vẽ hình tròn, vẽ đường cong, vẽ các kiểu ấy thì nó rất là mượt. Vẽ đường thẳng thì quá dễ anh em ạ. Mình sẽ chọn tất cả các chi tiết nha. Chọn lệnh copy này. Đấy, những cái tác vụ ví dụ copy những cái lệnh nhỏ nhỏ như thế này thì mượt anh em ạ. Cơ bản là cái phần mềm này nó không đòi hỏi quá nhiều. Nhưng mà mình thấy cái mức nhiệt độ CPU lúc nào nó cũng loanh quanh khoảng 90 độ C thì rất căng đúng không? Rất là căng, rất là nóng. Em không thể nào mà làm lâu dài được.
Đấy, đấy là với cái phần mềm AutoCAD thì mình test qua cho anh em như thế để anh em có thể nhìn thấy được. Tiếp theo là một cái phần mềm dựng video mà nhiều anh em sử dụng, đó chính là CapCut này. Đây là cái phiên bản cũng CapCut nhưng mà PC anh em ạ. Đó, vào phần mềm này thì đúng nóng toàn 100 độ C rồi. Ở đây thì chúng ta có thể thấy được với cái mức zoom là khoảng 2600 thì mình khi mà mình di chuyển như thế này nó cũng khá là mượt mà nha anh em. Hiện tại thì mình đang có một project bao gồm hai cái video 4K, một cái 5 phút, một cái 2 phút thôi. Tổng cộng là 7 phút. Tách xem nào. Đó, bấm phát tách luôn. Tách, đó. Xoay. Lật này, lật này. Mượt mà. Bây giờ thì mình sẽ thử render xem nó sẽ báo hết bao nhiêu phút nha anh em. Video thì mình sẽ cho là 4K. Render 4K đi, 30fps. Đó, thì trung bình nó sẽ báo là 1.63GB này. Mình import nha, xem thời gian này nó hết tầm bao nhiêu lâu. Mình thấy tốc độ này cũng khá nhanh, 3 phút rồi, được 37% thì cơ bản mất khoảng tầm 9 phút. Thì nếu mà anh em muốn cắt ghép video ở chung đơn giản, không có effect thì nhiều bằng cái phần mềm CapCut, mà thậm chí mà anh em còn cắt bằng video Full HD nữa thì khả năng nó còn nhanh hơn. Bây giờ là 6 giờ 07 phút, vậy thì chúng ta đã mất 7 phút để render một video 4K. Nói chung đơn giản thôi, nhẹ nhàng thôi. Tóm lại là anh em có thể thấy được là sự thể hiện này thì anh em vẫn có thể làm việc nhẹ nhàng nhá. Render video một cách nhẹ nhàng thôi thì nó vẫn ok đúng không? Mình sẽ thử thử ra import một cái file này dưới cái dạng là Full HD xem nhé. Ồ, nó nhanh hơn rất là nhiều nha anh em. Chắc chỉ bằng một nửa thời gian của cái kia thôi. Chắc chỉ còn 1-2 phút là xong. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với Photoshop. Mình mở một cái file mẫu nha anh em. Đây, tốc độ mở một cái file mẫu với 100 cái layer, cái icon các thứ thôi. Nó cũng khá lâu đấy, mất khoảng tầm 30 giây thì mới mở xong anh em ạ. Đây, những cái icon này. Đấy, mình di chuyển được những cái icon này này, mình phóng to lên này. Phóng to cũng khá là mượt mà nha anh em. Đây, nó mượt mà. Các bạn, những cái phần mềm này thì nó cũng hỗ trợ những cái con chip thế thứ 10, nó khá là ok rồi. Nhiều anh em bây giờ sử dụng những con này cốt kia các thứ rồi vẫn kiếm tiền phá phá mà. Thậm chí còn cấu hình thấp hơn cơ. Thậm chí đây là RAM 8GB nha anh em. Đây là vẫn còn CapCut này, tắt đi. Có mở một cái tab để lên mạng nha anh em. Đó. Và một tab bằng Photoshop như vẫn được. Photoshop còn làm được thì những cái phần mềm như kiểu Word, Excel các thứ rất ok rồi. Có không? Có. Ok. Khá là mượt đấy. Tóm lại thì chúng ta có thể tổng kết được là chiếc Dell XPS 7390 nó có thể phục vụ cho anh em làm việc hay là chơi game một cách khá là ổn, trong cái mức mà nhẹ nhàng, mọi tác vụ nhẹ nhàng, mọi thứ. Tại vì đây là một con máy nó cũng nhẹ nữa, nên mọi cái tác vụ anh em làm nhẹ nhàng thì chiếc máy này đều có thể phục vụ tốt được cho anh em luôn. Cơ bản thì đây là một chiếc máy nhẹ, nó có thiết kế rất là đẹp, lại là còn cái dòng Dell XPS của Dell nữa thì tầm giá của nó sẽ hơi cao so với cấu hình. Anh em có thể tham khảo giá tại laptop TC nhá. Và thật sự mình có một lưu ý cho anh em này. Tuy là chiếc máy này có thể làm được ấy, nhưng mà mình nghĩ hạn chế làm những cái tác vụ nặng như kiểu render video hay là chơi game. Nếu mà để phù hợp nhất thì anh em hãy sử dụng chiếc laptop này để làm công việc về văn phòng, soạn thảo văn bản các thứ thôi. Hoặc là làm PowerPoint các thứ thì nó sẽ ok, nó mát hơn và nó sẽ bền hơn nha anh em. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Nếu mà thấy video hay, hãy like, đăng ký kênh để ủng hộ mình.